Ok, Kimentex xin mến chào các bạn thân yêu của mình. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để coi video của mình. Thì cái vlog bữa nay sẽ là dẫn Kim đi coi một cái chỗ mới cũng như là huấn luyện nha các bạn. Mình tìm được cái chỗ này cũng khá đẹp. Thì mình cuối tuần là cứ đưa Kim đi tìm những cái chỗ mới các bạn, để cho các bạn coi cảnh đẹp, rồi coi Kim huấn luyện, rồi sẵn nghe mình chém gió cho nó vui các bạn ơi. Thì cái chỗ này cũng khá là rộng rãi các bạn. Trước khi mà mình chạy vô, đây là cái khúc cuối của cái chỗ này các bạn. Cái đám đất này rất là rộng của công cộng. Thì trước khi vô là mình thấy có con can coso các bạn. Nhưng mà nó ở rất xa, mình cũng không có kịp quay nữa. Thì mình xuống khúc dưới cho nó chắc ăn các bạn. Tại vì cái con can coso hay là ngao ý to lắm các bạn. Mình sợ con Kim mà nó tò mò nó chạy lên trên đó rồi con kia nó bị sổng dây, là hai con đánh lộn. Sợ con Kim nó lặm lại. Cho nên phải gọi là sao các bạn, biết người biết ta, trăm chặn trăm thắng. Cho nên mình để con Kim tập ở dưới đây. Đó các bạn thấy không? Rồi cuối đông cái xứ sở ôm đới tới xịt, cảnh rất đẹp các bạn. Lá nó rụng hết rồi, cho nên cũng dễ thấy rắn rết rồi, cho Kim chạy tập thoải mái. Còn mùa hè nó rậm rạp lắm đó, các bạn thấy không, ảnh từ xa đó, anh đang đánh dấu thuộc địa. Cái dòng đi chơi vậy các bạn, mình sợ mấy con rắn với lại mấy cái con mà đi lộ các bạn. Rắn á các bạn đừng có tưởng dở nha, nó cắn dữ lắm á. Nhiều khi cuốn mình tò mò gặp những con rắn độc á, mà nó táp á, mà cuốn mà né không kịp á nha các bạn. Mà đặc biệt là cuốn mà còn nhỏ, trọng lượng cơ thể nhỏ, mà độc nó phát ra là chữa trị không kịp là cuốn cũng chết nha các bạn. Cho nên phải tập cho cuốn, lúc nào mình phải bám sát. Lỡ mà thấy rắn là phải kêu nó dừng lại, hay là mình phải nhảy vô để mình tấn công phụ nó các bạn. Hoặc là kêu nó ra, hoặc là nếu mà nó vẫn lao tới mình phải tới mình lao phụ. Như mình là mình có dài bút cao các bạn. Lỡ mà rắn tới là mình có thể mình đá, là mình dậm ngay cổ nó luôn. Phải làm kịp các bạn, nếu không mà nó phập á. Tại các bạn biết rồi đó, rắn khi mà nó tấn công á là có thể nó lao về nha. Nó xà dưới đất, nhưng mà khi nó cắn nó có thể gọi nôm na là nó có thể nhảy lên nha các bạn. Nó táp vào chân các bạn, cho nên các bạn phải cần đi dài cao. Và đồng thời như ở Việt Nam mình, một số loại rắn như là rắn hổ mang nó có thể phun chất độc nha các bạn. Cho nên đi ra những cái chỗ này phải đeo mắt kiếng bảo hộ cho nó an tâm. Và ngoài ra ở Mỹ này có cái con gọi là, ở những cái video khác mình đã nói các bạn, tiếng Mỹ nó gọi nôm na là con armadillo, cái con mà nó có thiết giáp. Con này thì khu vực của mình, tiểu bang mình thì mình ít gặp, nhưng mà những cái tiểu bang như Florida đều rất là nhiều. Mùa hè là mình sẽ dẫn Kim qua đó, đảm bảo các bạn sẽ gặp, rồi mình quay cho các bạn coi luôn. Cái xịt của mình thì cái dùng gọi là đất mà đá sỏi ở cái vùng khác của tích xịt á, thì con đó nó nhiều. Còn chỗ mình là dùng cửa biển á thì cũng ít. Các bạn lưu ý nha, tích xịt là một cái tiểu bang rất là lớn, cho nên nhiều cái địa hình khác nhau. Cho nên dẫn chó đi dùm phải để ý các bạn. Thiên nhiên mà đâu phải đơn giản đâu các bạn. Mình cứ nghĩ đơn giản như đang dẫn là chết á, thiên nhiên nó cũng có những cái hiểm họa. Nhưng mà bé Kim với lại gia đình mình thì rất là đam mê thiên nhiên các bạn, rất là thích đi cắm trại dã ngoại, đặc biệt là mình đi những cái chỗ mà cún có thể tới được để mà phục vụ các bạn. Cho nên hiểm họa thì hiểm họa, mình cứ cẩn thận là được rồi các bạn ơi. Đó các bạn thấy không, chạy trên đồng cỏ xanh rì rất là đẹp. Cái này tới chừng 2-3 tuần nữa các bạn, tới mùa xuân tới là cây cối nó rậm rạp lắm. Lúc đó cũng khó thấy gọi là rắn rết, rồi mũi nó cũng ra đó nha các bạn. Cho nên lúc mà mùa hè thì mình phải phòng bệnh theo cái dạng khác. Đó, mình lâu cũng đi sát vô mé rừng, nhử cho ảnh chạy vô rừng để khám phá các bạn. Mà nhiều khi ảnh cũng sợ. Nhưng mà các bạn thấy không, những cái cây của xứ ôn đới nó có một cái vẻ đẹp cũng khá hay các bạn ha. Nhìn cây trụi lá và toàn là bộ xương không à. Xứ sở ôn đới nó cũng hay hay. Đó các bạn thấy không, bé Kim là chạy nhanh lắm, tụi này nó nhanh lắm các bạn, mà năng lượng dữ lắm, lúc nào nó cũng lùng sục, nó ngửi dưới đất đó. Đó các bạn thấy không, mình cố tình đi để kiếm thỏ mà không thấy thỏ các bạn. Thường là phải là chiều tối hoặc là sáng sớm các bạn, sớm hơn nữa thì mới có thỏ đó các bạn thấy không. Xa xa là cái cầu, chân cầu các bạn để ý rất là cao đúng không. Tại vì sao,
cái chỗ này á, là cái đảo các bạn, qua bên đây được là phải qua cái cầu đó, đó. Cái cầu đó là nó bắc ngang giữa đất liền với lại đảo rồi đó, phải chạy ra đảo, cho nên cái cầu rất là cao, cao khủng khiếp luôn các bạn, từ trên cầu mà nhìn xuống là chóng mặt luôn á. Mà cái cầu đó nó chỉ có hai đường xe chạy thôi, một đường đi về và một đường đi tới, cho nên rất là sợ các bạn, cầu nó hẹp lắm. Các bạn thấy không, mấy kim lúc nào nó cũng lùng sụp vậy các bạn, mà lùng sụp vậy nhiều khi nó hay ăn bậy rồi nó ngửi, nó dễ dính giun sáng là một nè, những cái con virus như là pavo care là hai, cho nên những cái dòng chó mà bảo vệ hay là chó đi ở ngoài thám hiểm vậy các bạn, các bạn phải chích vaccine rồi sổ giun đầy đủ nha các bạn, rồi đặc biệt là bệnh dạy nữa. Cún á, nó có thể lây bệnh dạy từ những cái con động vật hoặc là thú vật ở ngoài hoang dã nha các bạn. Như là ở Mỹ nó có thể nó lây từ những cái con giống như là mà đi lồ cũng có, rồi những cái con sói rừng hay là con gấu mèo, nói chung là những cái con đó, những cái con nó mang mầm bệnh nha các bạn. Cho nên cún của mình á, phải chích vaccine là vậy đó các bạn, thấy không, nhánh cây rất là đẹp các bạn, bầu trời xanh. Lúc này nó đã vào mùa xuân của nước Mỹ rồi, chuẩn bị đi câu cá các bạn ơi. Mùa thường là tới mùa xuân như là mình lo mình câu cá, câu cá rồi mình để tủ lồng đá các bạn, nhà mình để một cái tủ đá rất là to để dành mà ăn luôn. Thì thường là mình đi câu cái tầm này là cỡ tháng 3 rồi, thì mình câu rồi mình ăn tới cỡ tháng 10 là nó hết cá, bắt đầu tháng 11 mình đi câu tiếp, rồi tháng 11 mình đi câu mình ăn tới tháng 3. Nhất là bây giờ các bạn thấy không, vật chất lên giá quá, lên thang gọi là leo thang tới tận ông trời luôn á, xăng lên là cái gì nó cũng lên nha các bạn. Lúc này thì cuộc chiến giữa Nga với lại Ukraine nó đã căng thẳng các bạn. Ở Mỹ này có những tiểu bang là bắt đầu nó nhúc nhích tới 5 đồng một galon rồi nha các bạn. Galon này là gọi là galon xăng á, mà một galon xăng á thì nó bằng cỡ 3.7 lít nha các bạn. Các bạn thấy không, xăng rất là mắc, mà nhiều cái việc làm hay là kinh tế cũng rất là cần xăng. Nói chuyện đơn giản đi, giờ các bạn đi làm các bạn cũng phải đổ xăng đúng không, mà xăng mắc vậy cũng ảnh hưởng cho người ta. Nhiều khi người ta đổ xăng người ta đi chơi đi phượt đồ mắc quá làm sao đi, các bạn thấy không, cho nên xăng nó cũng rất là quan trọng. Đồng ý là bây giờ là có được xe điện các bạn, xe điện thì sạch, nói chung ai có điều kiện mà mua xe điện mà nhà mà có nguồn điện tốt, chạc điện thì tốt thôi. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn chạc điện ở nhà các bạn phải đóng tiền điện đúng không, nhiều chỗ điện nó còn mắc hơn xăng nữa. Rồi ở ngoài những cái trụ điện hay là chỗ chạc điện ngoài công cộng nó cũng tính tiền mình nha các bạn. Rồi nhiều khi ở nhà mình chạc nó an toàn đúng không, còn mà chạc điện ngoài công viên hay là những cái chỗ công cộng nhiều khi đâu có kịp phản ứng các bạn, phải có chó bảo vệ chứ. Nhiều khi đang chạc mình nó tới nó dí súng nó dí dao thì khá mệt đó nha. Cho nên cuộc sống không có cái gì gọi là hoàn thiện các bạn ơi. Mình thì mình là người đàn ông cổ điển, lúc nào mình cũng chạy xe xăng và chạy xe Toyota. Còn ai mà đại gia có tiền thì chạy xe điện, chạy Tesla thì cứ hưởng đi. Mình thì quen các bạn ơi, cái gì mà mình thấy xài thì mình quen, giống như xài phone cũng vậy. Mình thì quen Samsung rồi, cứ xài Samsung. Còn iPhone thì nó sang, nó đẹp, nó bảo mật, nhưng mà mình thấy xài khó quá. Cho nên mình cứ mấy cái Android là cứ tới bến các bạn. Đó các bạn thấy nó dữ dằn các bạn. Nó thấy cái cục gỗ các bạn, mình nhìn giống như con quái vật là nó sủa, nó xù lông. Nói chung kim này nó dữ lắm các bạn ơi. Như hôm qua là mình đưa ra trước vệ sinh để mà đi tiểu tiện các bạn. Mình thấy mấy cái đứa nhỏ, nhất là ở Mỹ là mấy đứa nhỏ nó khoái chơi bóng rổ lắm. Rồi mà cầm banh mà cứ tưng tưng trên đường, nó đang tè mà nó thấy mà nó dữ dằn các bạn, nó đứng nó muốn lao tới nó tấn công luôn. Mình phải kìm hãm nó lại các bạn, mà tội nghiệp những cái đứa bé trong xóm đâu có biết. Nó cứ cà tưng những trái banh á, mà lúc nhỏ là mình hay tập cho nó cắn mấy trái banh cho vui á, là nó quen các bạn. Là nó dữ dằn lắm, cho nên Kim giờ là mình đã mua được cái dòng đeo cổ loại chiến rồi các bạn. Cái loại đó là mình sẽ chia sẻ sau, tức là cái dòng đeo cổ của bé Kim bây giờ mình có thể mình lấy tay mình nắm trực tiếp, mình nắm cái vòng đeo cổ nó luôn, tức là cái vòng đeo cổ nó có cái chỗ tay cầm tay nắm cho mình để mà mình quản lý con cún luôn. Rồi dây phải dây chắc nữa, tại vì
nhiều khi cún nó sổng nó cắn người ta là mệt đó nha các bạn. Nhất là ở cái xứ Mỹ này các bạn, chó mình mà cắn người ta là bị bắt đền dữ dằn lắm nha các bạn, cho nên phải cẩn thận đó. Rồi gần đây Covid đó các bạn, làm ảnh hưởng kinh tế đó. Như mình đọc tin tức đó, chỗ mình ở nhiều người họ bỏ chó vô cái trạm giải cứu thú cưng các bạn, cũng khá là nhiều á, cho nên nuôi cún phải suy nghĩ lắm đó các bạn. Nuôi được phải đam mê và phải có khả năng. Ý mình nói khả năng đây, ngoài cái chuyện mà tiền bạc ra là phải có thời gian nữa các bạn. Cún thì nó ăn không nhiều đâu, nhưng bé Kim là cái dòng bác Bỉ nè các bạn, mình cho nó ăn ngày hai bữa cho nó chắc. Tại nhiều người họ nói là chó lớn thì có thể ăn một bữa, nhưng mà mình cho ăn hai bữa cũng vừa các bạn. Mình cho ăn cái hạt thô cũng vừa như một cái tô, mình cho ăn chừng 3/4 cái tô nhỏ nhỏ rồi. Nhưng mà cún nó ăn, nó uống nước là cái hạt mà đồ ăn đó, giống như cám đó. Nói nôm na là cám, cám khô đó, nhưng mà nó ăn nó uống nước nó sẽ nở ra là vừa. Nhưng mình là mình trộn các bạn, mình trộn cái hạt thức ăn công nghiệp của nó với lại những cái đồ thịt của mình thêm, và đồng thời là mình bỏ thêm những cái rau quả các bạn. Là nhất là mùa đông lạnh lẽo mình cho nó ăn thêm cam các bạn, là trái cam tươi luôn. Rồi cho ăn chuối cũng được. Các bạn lưu ý nha, cún không phải là cái gì mình cũng cho nó ăn nha các bạn. Ví dụ như là tuyệt đối không có cho cún ăn sô-cô-la nha, hay là chocolate. Những cái đó người mình ăn mình khoái không, nhưng mà cho cún ăn là mệt. Tại cún nó không có những cái men giống như mình, cho nên không có nên cho ăn những cái thứ mà mình không có biết nguồn gốc nha các bạn. Rất là nguy hiểm. Khi mà cho ăn đầm bậy đầm bạ vậy là cún nó dễ đi đi tiêu chảy các bạn. Mà đi tiêu chảy trong nhà vậy thì cũng rất là phiền nha. Thì cũng gần đây là mình mua được một cái chuồng loại mới các bạn. Khi mà nó đi tiêu tiểu hay là tiểu tiện là nó có cái máng giống như máng sói, mà phải mang sói các bạn. Cái máng này để nó hứng thân luôn, rất là thuận tiện. Còn cái chuồng cũ mà nó cắn tanh bành á, mình để ngoài gara các bạn. Gara là cái chỗ để xe để mà phòng bị thôi. Chứ thôi Kim bây giờ một mình Kim tới ba cái chuồng luôn. Chuồng trong nhà, chuồng ngoài vườn và chuồng ngoài gara. Chuồng ngoài gara là mình sẽ để Kim lúc mùa đông các bạn. Tại ở nước ngoài ở Mỹ á, mùa đông nó lạnh lắm, cho nó vô gara cho nó đỡ lạnh. Còn mùa hè nóng đực á, mình cho ra ngoài á, ngoài vườn thì nó sẽ đỡ nóng hơn ở trong gara. Tại vì gara tới mùa hè nóng kinh luôn á. Mình bỏ con cún mình vô đó chắc về chắc nó điên luôn các bạn. Cho nên xứ nước ngoài này khí hậu rất là khắc nghiệt, bốn mùa, cho nên mình phải tùy cơ ứng biến là vậy á. Thì như các bạn biết rồi đó, cún nó cũng như người thôi. Để mà con người mình bị bệnh gì thì cún nó sẽ bị bệnh đó. Cho nên khi mà cún nó còn trẻ còn khỏe vậy các bạn, là mình phải nghĩ tới tương lai rồi. Phải cho ăn uống tốt, tập thể dục, đặc biệt là tập thể dục các bạn coi vậy quan trọng lắm đó. Không tập thể dục nó béo phì rồi nó sinh bệnh từ lưa luôn các bạn. Mà khi nó bệnh vậy là nó không có hoạt động được. Cún mà giống như mãnh hổ mà bị gãy chân hay là không còn răng thì đâu gọi là mãnh hổ đó các bạn. Lúc đó gọi là gì? Lúc đó gọi là mãnh hổ về vườn, về hưu, hay là mãnh hổ thương phế binh. Không phải là mình chăm biếm các bạn, mình nói giỡn cho vui mà thiệt á. Cún á, mình phải chăm sóc nó. Bây giờ mình chăm sóc nó hơi cực, nhưng mà sau này nó đỡ khổ cho cún và đỡ khổ cho mình nữa các bạn, thấy không? Cún nó bệnh nó đau cũng tội nó, rồi chưa kể đi thú y đâu, tốn thời gian của các bạn và đi vậy nó tốn tiền tốn của. Nhất là ở Mỹ này tiệm thú y mắc lắm nha các bạn, không có đơn giản đâu. Các bạn nhìn kỹ phía bên kia đảo là còn một cái đảo nhỏ đó các bạn, mà người ta đang xây dựng. Các bạn thấy những cái xe công trình bên đó nó đổ cát là nó xây, mà mấy cái xe công trình vậy mình thấy vậy chứ phải cẩn thận nha các bạn. Như xe mình hồi xưa mình chạy theo đích nó, không phải là theo đích nó mà nó chạy qua mình nữa các bạn. Mà đá nó rớt bể kiến cho nên phải cẩn thận nha các bạn. Chưa kể bụi bặm đồ ô nhiễm môi trường, cho nên mấy cái ông xe công trình vậy chứ thấy ổng mà né thôi các bạn, mà né không kịp mà bị bể kiến, không phải đơn giản đâu các bạn. Rồi nói tới công trình xây dựng, sẵn mình cũng kể về một cái phóng sự nhỏ nhỏ các bạn, gọi là chuyện có thật á, là các bạn biết cái ông chủ mà hãng Tesla gọi là Elon Musk á, thì gần đây là ổng di chuyển cái headquarter các bạn. Headquarter có nghĩa là cái cơ sở chính của ổng á, từ California mà qua Texas. Thì Texas này nó ít thế rồi đất rộng, rồi ổng đang mua ở cái
cái vùng đảo mà ở phía xa, chỗ nào các bạn mà cũng ở trong Texas, chỗ đó rất là ít người. Ông nói là nó thuận tiện, lỡ mà ông phóng những cái vệ tinh của ông mà nó thất bại, đã từng thất bại các bạn, trong lịch sử thì Elon Musk đã phóng thất bại hình như là cái tên lửa của ông 4 lần, tới lần thứ 4 nó mới lên được cái quỹ đạo. Các bạn, các bạn thấy ghê không, mà mỗi lần mà phóng thất bại như vậy là biết nhiều tiền của. Thì quay lại cái câu chuyện mà ông mua đất ở Texas các bạn, ông nói Texas này đất rộng, lỡ mà nó nổ thì nó cũng không ảnh hưởng tới cư dân xung quanh, mà đất rẻ nữa, các bạn thấy không. Mà gần đây cũng vui các bạn, ai cũng nói Texas rẻ cho nên nước Mỹ họ đổ về Texas quá trời luôn các bạn, cho nên sốt đất gọi là đụng vô là phỏng tay luôn, các bạn thấy không. Bởi vậy đất đai càng ngày càng hiếm, chỉ có người là càng ngày càng nhiều thôi đó các bạn thấy không. Mình cũng tranh thủ đưa Kim vào cái chỗ này các bạn huấn luyện, các bạn thấy cảnh khá đẹp. Sẵn là vô đây tìm hàng luôn các bạn, coi thử có hàng trắng hay là hàng vàng gì không, để giỡn cho vui các bạn. Sẵn là mình vô đây để mình tập cho Kim vượt địa hình, để lỡ mà có gặp thỏ hay rắn rồi mình tập cho nó phản ứng rồi huấn luyện luôn các bạn. Thôi cảm ơn các bạn đã coi video bữa nay, ủng hộ Kim và mình nha. Chúc sức khỏe các bạn và hẹn các bạn ở những video lần sau. Thôi lúc này Kim nó cũng mệt rồi các bạn thấy không, nó nằm xuống nó mệt rồi đó. Thôi mình với Kim chuẩn bị đi về nhà nghỉ ngơi và lo cho ngày hôm sau. Thôi chào các bạn.